Ở dưới con dốc này sẽ có những đổi thay, không mấy ai ngờ dẫu chưa chờ là đắng cay, hết sức hết tâm, chỉ mong ngày yên ấm. Thế nhưng chẳng mấy nhận được gì cho bản thân. Có người bảo em đang chẳng chân quý anh thật lòng, anh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải không? Tâm hồn mình hư hao, gửi than thở lên ngút cao, tự hỏi ông trời bao giờ con đến nơi. Hãy cứ để anh đi, níu giữ anh mà chi, ném trái bao vô vị đến mơ lý trí, tình cảm mình áng chừng còn tệ hơn kẻ dưng, nên đứng bên nhau suốt đời không xứng. Đừng sống chữ thương hay giữ lại tình cảm ai, để trái tim hai người cảm nhận ở lại. Vậy nên em nhớ thấy nơi trái em đang chẳng chân quý anh thật lòng, anh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải không? Tâm hồn mình hư hao, gửi than thở lên ngút cao, tự hỏi ông trời bao giờ còn đến. Giữ anh mà chi, ném trái bao vô vị đến mơ lý trí, tình cảm mình áng chừng còn tệ hơn kẻ dưng, nên đứng bên nhau suốt đời không xứng. Ở chúng ta bây giờ hết lẫn duyên cần nợ, hai chữ duyên trong vợ thế là tan vỡ. Em cần người khác rồi, nhưng đường em bước thôi, chữ kẻ vui người đau anh chịu.